Nào, bây giờ chúng ta đến với bài tiếp theo là bài 26. Thế năng. Chúng ta xét phần 1 là thế năng trọng trường. Màu lớn là thế năng trọng trường. Trước hết là một sao đầu dòng là khái niệm về trọng trường. Trọng trường nghĩa là như thế nào? Đấy. Các em có hiểu cái từ trường là gì không? Trường như là trường lớp đúng không? Môi trường. Đấy. Thế thì ở đây các em hiểu cái chữ trường nghĩa là cái môi trường, là một cái môi trường nào đó, là một cái khoảng không gian, là một khoảng không gian để chứa những cái vật trong bên trong đấy được gọi là trường. Vậy thì trọng trường là gì? Trọng trường là toàn bộ khoảng không gian xung quanh trái đất, cứ chỗ nào là xung quanh đất thì gọi là trọng trường. Mà tại đó tất cả các vật ở trong đấy đều chịu tác dụng của một lực, đó là gì nhỉ? Trọng lực, chuẩn luôn. Trọng trường là khoảng không gian. Là khoảng không gian có trọng lực, đơn giản vậy thôi, cứ chỗ nào có trọng lực thì ở đấy gọi là trọng trường. Thứ hai là thế năng trọng trường. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như này. Đây có một cái vật, một cái dốc này, có một cái vật bi đặt trên đỉnh một cái dốc này. Đấy. Cái dốc này ở độ cao h so với mặt đất. Đây là sự mặt đất đây, một cái đỉnh núi hoặc là một cái đỉnh dốc. Đấy. Đây là độ cao h, đây là mặt đất. Đây là độ cao h. Hay người ta ký là Z các em ạ. Đây chúng ta gọi là trục Z. Đấy, trục Z thì đây là cái Z của điểm O. Đây là điểm O chẳng hạn. Đây là Z của O. Đây là Z của O. Đấy. Bây giờ các em hình dung ra ấy, cái vật này nó có xu hướng là gì nhỉ? Xu hướng này là lăn xuống hay lăn lên? Nó có tự bay lên trời được không? Không đúng không? Nó xu hướng là nó sẽ bị rơi xuống. Nó rơi xuống là do cái gì kéo xuống em? Trọng lực, đúng rồi. Vật có khả năng rơi xuống tức là vật có năng lượng. Năng lượng ấy là do trọng lực kéo xuống. Nên người ta gọi là gì? Thế năng trọng trường. Thế năng trọng trường là năng lượng của vật có được do vật có trọng lực kéo xuống. Thế tuy nhiên, nếu mà thầy đặt cái viên bi ở cái chỗ này thì vật đó có khả năng lăn xuống dưới được không? Rơi xuống dưới được không? Không đúng không? Đấy. Vậy thì không phải là cứ có trọng lực thì có cái gì nhỉ? Có thế năng. Có lúc thế năng không có. Vậy thì muốn có thế năng nó phải có một cái độ cao nào đó. Độ cao nào đó so với gì nhỉ? So với mặt đất. Hay là so với một cái mốc tính thế năng em ạ. Người ta có thể chọn mốc tính thế năng là mặt đất. Và cũng có thể chọn mốc tính thế năng là đúng điểm này. Khi mà chọn mốc tính thế năng là đúng cái điểm O này thì cái vật này sẽ không thế năng. Đấy. Thế còn nếu chọn mốc tính thế năng ở điểm A cao hơn so với điểm O này thì vật lại có thế năng âm. Đấy, thế năng nó có thể âm, có thể dương. Tùy ta chọn làm gì nhỉ? Là mốc. Rồi, vậy thì định nghĩa thế năng là năng lượng của vật có được. Của vật có được. Khi vật ở một cái độ cao nào đó. Đó. Nhưng mà phải so với mốc tính thế năng. Đấy. So với mốc tính thế năng. Phải ở một độ cao nào đó so với mốc tính thế năng.
Nếu như mà cái độ cao đấy bằng không thì tức là không có thể năng. Còn độ cao đấy lại âm thì là thế năng âm. Độ cao dương thì thế năng sao nhỉ? Thế năng là dương. À, công thức tính. Công thức tính thế năng. V kép T là thế năng bằng M nhân G nhân Z. Đó. V kép T bằng MGZ. Tại sao người ta không ký hiệu là H mà ký hiệu là Z? Bởi vì H là độ cao, H là 2 mà. H là ký hiệu cho độ cao, mà độ cao thì có giờ âm được không? Ờ không, đấy. Nhưng mà Z thì là tọa độ em ạ. Z là tọa độ, thì tọa độ có thể gì trời? Có thể âm được, vì vậy người ta ký hiệu là Z. Thực chất nó chính là H đấy. Thế nhưng mà khi mà Z nó ở dưới cái mốc là A thì khi mà O đây thì chúng ta ký hiệu là Z. Vậy tổng quát là Z. Lúc thì là độ cao, lúc thì là độ âm nên là người ta ký hiệu tổng quát là Z. Rồi, chúng thích ra VKT là thế năng rộng trường. Đơn vị là Joule. Thế còn M là khối lượng của vật. Đơn vị vẫn là kg. Thế còn G là gia tốc trọng trường. Gia tốc trọng trường. Ký đơn vị là mét trên dây bình. Thường G lấy bằng gì nhỉ? Bằng 10 mét trên dây bình. Đấy, thường là như thế. Có khi lúc đấy nó lấy bằng 9,8 nhưng mà ít khi thôi. Bây giờ chúng ta đến với Z. Z là tọa độ của vật. Của vật. Đấy, so với vật giảm mốc. Và đơn vị của nó, đơn chuẩn vẫn là mét thôi. Đấy. Thế thôi. Thế là chúng ta xong thế năng trọng trường. Em thấy có dễ không? Dễ đâu. Bây giờ chúng ta cũng có mối liên hệ. Mối liên hệ. À, công của trọng lực. Và thế năng. Công của trọng lực và thế năng. Thầy sẽ đưa ra một cái mô hình như thế này. Cũng giống như là công của ngoại lực với độ biến thiên động năng ấy, y hệt như thế thôi các em ạ. Đây. Lúc đầu vật đang ở cái tọa độ là đây là mặt đất nhá, đây là mặt đất lúc này thầy chọn là mốc tính thiên năng đi. Thường là người ta chọn mặt đất là mốc tính thiên năng em ạ, ít khi chọn vị trí khác lắm. Đấy, thông thường là thế. Lúc đầu vật có độ cao hay là tọa độ là Z1 thì suy ra VKT1 bằng cái gì? MGZ1 đúng rồi. MGZ1. Thế sau đó thì nhờ, không phải là nhờ mà là do có trọng lực. Nó kéo cái vật này, cái vật rơi xuống vị trí này. Đấy, thì lúc này vật có độ cao là Z2. Thì suy ra VKT2 cũng sẽ bằng MGZ2. Thế kéo biết có cái gì để làm nó rơi không không? Do trọng lực. Mà trọng lực tức là có lực tác dụng thì có sinh gì nhỉ? Có lực tác dụng mà lại có quãng đường di chuyển thì nó sinh ra cái gì? Sinh công, đúng rồi. Vậy chúng ta có công của ngoại lực, chính là công trọng lực đấy. A của trọng lực, AP là A của trọng lực. Sẽ liên hệ như thế nào với hai cái này? Đấy. Tại sao nó giảm được thế năng là chẳng qua có công của gì? Trọng lực. Vậy công trọng lực chính là cái độ giảm đấy. Đấy, vậy thì một bạn đưa thầy cái công thức ở đây nào. AP thì bằng cái gì? Giống hệt như là mày ngân nào. Tức là bằng delta gì nhỉ? VKT bằng VKT2 trừ VKT1 và bằng MGZ2 trừ MGZ1. Đấy, vậy từ đây ta phát biểu một cái định lý. Định lý là công trọng lực bằng độ biến thiên của gì?
thế nào? Có giống như là công ngoại lực bằng cộng với thêm động năng không? Y hệt như vậy thôi. Đấy. Y hệt. Vậy thì tổng quát hai cái định lý vừa rồi, hay là các em tóm tắt, hay là tổng quát cũng được. Tổng quát thì ta luôn luôn có là công của ngoại lực tác dụng vào. Ngoại lực này có thể là một trọng lực, cũng có thể là một cái lực nằm ngang, lực thẳng đứng, hay là một cái lực bất kỳ tác dụng vào. A, công ngoại lực thì luôn bằng gì nhỉ? Delta V kép, có thể là V kép D hoặc là gì nhỉ? Là V kép T. Đấy, công ngoại lực thì bằng độ biến thiên, có thể là thế năng, có thể là động năng. Nói chung là như thế. Cả hai trường hợp. Sắp xong hết lý thuyết rồi. Đấy. Chúng ta học sang thế năng đàn hồi nữa. Thế là xong. Cơ năng thì nó có một tí tí thôi mà. Cơ năng thì bằng tổng động năng cộng thế năng. Động năng học rồi, thế năng học rồi, cộng vào để ra cơ năng. Thế là xong. Bây giờ chúng ta học sang phần 2. Đó là thế năng đàn hồi. Phần 2 lớn là thế năng đàn hồi. Thế năng đàn hồi. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ như thế này, các em sẽ hiểu thế năng đàn hồi là như thế nào. Chúng ta có một cái lò xo các em ạ. Đấy, và treo một cái vật nặng có khối lượng là m. Đấy, lò xo này nó trượt trên một cái mặt nằm ngang không ma sát. Đấy, ví dụ thế. Bây giờ các em tưởng tượng là ta nén cái lò xo này hoặc là giãn lò xo này. Đấy, nếu mà nén thì tự nó sẽ làm sao nhỉ? Nó đẩy ra. Thế còn nếu mà giãn thì sao? Tự lại kéo lại. Đấy, vật có khả năng tự đẩy ra hoặc tự kéo lại là do lực gì các em nhỉ? Lực đàn hồi. Đấy. Và lực đàn hồi này sẽ gây ra một cái năng lượng gọi là thế năng đàn hồi. Đấy, vậy thì năng lượng là gì? Khái niệm là năng lượng. Là năng lượng của vật có được. Có được. Do vật biến dạng. Vật biến dạng. Có thể là tén, có thể là giãn. Thế nhưng mà biến dạng này phải là biến dạng gì mới có khả năng co giãn? Đúng rồi, phải biến dạng đàn hồi, chính xác. Phải biến dạng đàn hồi. Tức là biến dạng nó có thể quay được trở lại trạng thái gì nhỉ? Trạng thái cũ hay trạng thái ban đầu? Thế còn biến dạng dẻo hay là biến dạng không đàn hồi, ví dụ như là cái kéo kéo ấy, cái kéo cao su ấy, kem kéo ra thì nó có co vào được không? Gần như là kéo ra thì nó vẫn cứ như thế thôi, nó không ra được, đã không quay về cũ được. Thì biến dạng đó gọi là biến dạng dẻo hay còn gọi là không đàn hồi. Thế còn biến dạng đàn hồi, ví dụ như là cái lò xo này hoặc là cái dây chun, cái dây nịt đấy, các em dùng để quấn tóc đấy, thì ấy biến dạng đàn hồi. Và cái thước kẻ này, các em bẻ cong đi thì tự nó trở về gì nhỉ? Thẳng được. Đấy, bẻ cong tự bẻ thẳng được thì được gọi là biến dạng đàn hồi. Đấy. Ok. Thế còn công thức tính. Công thức tính V kép. Thế năng đàn hồi vẫn ký hiệu là V kép T thôi. Không ký hiệu khác. Bằng K. À, 1 phần 2. K nhân delta L bình phương. Đấy, 1 phần 2 K nhân delta L bình phương. Thế còn chúng ta chú thích một chút. VKT thì vẫn là thế năng thôi, đơn vị là joule thôi, không thay đổi gì cả. K là độ cứng của lò xo. Độ cứng của lò xo. Đơn vị là newton. Đấy. Nhân mét. Thế còn delta L là độ biến dạng. Đấy, độ biến dạng của
lò xo, đậu biến dạng của lò xo, tức là nó có thể dài thêm hoặc là gì nhỉ, nó ngắn lại, nó ngắn, nó dài thêm bao nhiêu cm đấy, hoặc là ngắn lại bao nhiêu cm so với ban đầu, đấy gọi là độ biến dạng. Thế xong độ biến dạng này là nó có thể âm có thể dương, nhưng mà bình phương lên thì sao? Là luôn dương đấy. Vậy thì thế năng đàn hồi thì có âm được không các em? Đúng rồi, thế năng đàn hồi thì không âm, bởi vì có cái bình phương này. Thế còn thế năng trọng trường thì có thể gì nhỉ, có thể âm. Đấy, nhận xét, nhận xét là thế năng đàn hồi luôn dương. Đấy, luôn không âm, đúng hơn, luôn không âm. Có thể bằng không, nếu như đây ta là bằng không. Đấy, luôn không âm. Thế là xong thế năng đàn hồi. Bây giờ chúng ta đến bài cơ năng. Đấy, học bài cơ năng luôn. Xong rồi làm bài tập sau. Bài 27 cơ năng.